Khung hình huyền thoại si bít, chỉ lại dĩnh đạo sắc khốc liệt bên Dương Mịch, ai ngờ bị vòng một của Nhật Ba chiếm spotlight. Xét về mặt nhân sắc, chỉ lại dĩnh Dương Mịch và Nhật Ba khiến người hâm mộ bối rối không biết ai áp đảo ai. Tại các sự kiện lớn nhỏ xứ chung, người hâm mộ luôn chờ đón những màn so kè chặt chém vì rùa đỉnh cao của các mỹ nhân đỉnh đám. Rất nhiều ngôi sao lâm vào tình huống dở khóc dở cười, khi đứng một mình rất hoàn hảo và đẹp không tìm vết. Vậy nhưng khi đứng cạnh các ngôi sao khác, họ lại lộ nhiều khuyết điểm gây xôn xao. Tại sự kiện tinh quang đại thưởng diễn ra vào tháng 12 năm 2019, showbiz được một fan dậy sóng với màn đổ bộ của dàn sao khủng. Đang chú ý ba mỹ nhân đình đám sử chung, Dương Mịch, địch nệ nhiệt ba, Triệu Lệ Dĩnh đã có một khung hình cực kỳ đắt giá khi tất cả mọi người cùng xuất hiện chung trong sân khấu. Rất nhiều người nhận định đây là tấm hình đạo vi sùa bất phân thắng bại của cả ba ngôi sao. Cả Dương Mịch cùng hai đồng nghiệp đều khiến dân tình trầm trồ vì góc nghiêng gương mặt quá đối hoàn hảo, ai cũng có nét đẹp kinh diễm riêng. Nếu như chị Lệ có phần e thẹn, vì một bên mắt sưng, Dương Mịch lại gây ấn tượng với hình ảnh ngọt ngào, địch lại Nhật Ba gây ấn tượng với nét sắc sảo. Mặc dù vậy Nhật Ba có phần chiếm sóng khi thu hút hết spotlight, nhờ đôi gò bồng đảo căng đầy vô cùng quyến rũ. Chính nhờ lợi thế vóc dáng này mà cô nàng phần nào lưu mở hai đàn chị danh tiếng. Có thể nói vòng một của Nhật Ba là ước mơ của ba cô gái, nữ thần nhan sắc sử chung từng bao lần gây bão mạng xã hội nhờ những màn khoe vóc dáng nổi bật, đồng thời những trang phục bào sát càng khéo tôn ưu điểm ngoại hình của nữ diễn viên body nước nở thế này, bảo sao nhiệt ba luôn dễ dàng chiếm post này trong các sự kiện. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pivelop. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!